Xin kính chào và kính mời quý vị khán giả theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Sau đây là thông tin chi tiết. Khi nào dịch COVID-19 ở Hà Nội được kiểm soát? Theo các chuyên gia, nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát ở Hà Nội vẫn rất cao vì hiện nay có đa nguồn lây, đa ổ nhiễm. Nếu mỗi người dân thực hiện tốt trong thời gian giãn cách, Hà Nội sẽ sớm kiểm soát được tình hình. Theo thống kê của CDC Hà Nội, từ ngày 27 tháng 4 đến nay, thành phố Hà Nội đã ghi nhận 974 ca dương tính với SARS-CoV-2. Cụ thể, số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 595 ca, số ca mắc là đối tượng đã được cách ly là 379 ca, trong khi đó nhiều ổ dịch nhỏ lẻ bùng phát trong cộng đồng, thậm chí là không xác định được nguồn lây. Trao đổi với phóng viên, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương nhận định, mặc dù tình hình dịch ở Hà Nội không phức tạp như ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam, tuy nhiên, Hà Nội vẫn xuất hiện các ca mắc trong cộng đồng qua sàng lọc, vẫn có đa nguồn lây, đa ổ nhiễm nên nguy cơ dịch có thể bùng phát như tại thành phố Hồ Chí Minh bất cứ lúc nào. Liên quan đến ổ dịch mới vừa tấn công vào Bệnh viện Phổi Hà Nội, Phó giáo sư Nhung cảnh báo về sự nguy hiểm của các bệnh viện. Theo ông Nhung, dịch xâm nhập vào bệnh viện có nhiều nguyên nhân, có thể từ nguồn người bệnh đến khám mà khi thực hiện sàng lọc không hết. Thứ hai là người nhà của bệnh nhân không tuân thủ nghiêm quy định và bệnh viện quản lý không chặt. Việc người nhà bệnh nhân ra vào là nguy cơ đưa dịch từ ngoài vào trong bệnh viện. Thứ ba là đối tượng nhân viên y tế có thể bị lây nhiễm từ bên ngoài. Các cơ sở y tế cũng phải rút kinh nghiệm ngay lập tức. Đây cũng là lời cảnh báo cho tất cả các bệnh viện. Các cơ sở y tế cần triển khai sàng lọc như mô hình sàng lọc 3 lớp của Bệnh viện Phổi Trung ương. Phó giáo sư Nhung nêu rõ, thực hiện tốt 15 ngày giãn cách, Hà Nội sẽ sớm kiểm soát dịch. Ông Nhung cho rằng Hà Nội vẫn có khả năng kiểm soát được tình hình khi thành phố áp dụng chỉ thị 17 dựa trên nguyên tắc của chỉ thị 16, chính phủ hợp lý và kịp thời, qua đó đảm bảo việc phòng chống sự lây lan của dịch. Vị chuyên gia này cũng đánh giá cao thành phố đã có những động thái phòng chống dịch rất sớm. Tuy nhiên, việc thực hiện chỉ thị này phải thật nghiêm túc, nếu không Hà Nội sẽ rơi vào tình huống như một số tỉnh, thành phố thời gian qua. Đồng quan điểm, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho rằng khi thực hiện nghiêm các quy định trong chỉ thị 17 của thành phố, người dân thủ đô vẫn có thể hy vọng sớm kiểm soát được tình hình. Bắc Giang, Bắc Ninh, thành phố Hồ Chí Minh hay một số địa phương có dịch đều là những bài học đắt giá khi virus lây lan mạnh nhưng giãn cách không nghiêm, ông Phu nhấn mạnh. Theo ông Phu, việc tổ chức xét nghiệm sàng lọc người có triệu chứng ho sốt trong cộng đồng hay giãn cách xã hội ngay khi dịch có dấu hiệu lây lan rộng là những việc làm khoa học, quyết liệt để sớm khoanh vùng, dập dịch. Vị chuyên gia này cũng nhận định hiệu quả của chỉ thị lần này cũng sẽ phụ thuộc rất nhiều vào đáp ứng ý thức của người dân. Chúng ta phải làm sao để người dân càng hạn chế ra đường, hạn chế tiếp xúc, hạn chế tụ tập đông người càng tốt. Khi đó thì chúng ta có thể hy vọng Hà Nội có thể sớm dập dịch sau 15 ngày giãn cách. Sớm thí điểm cách ly F0, F1 tại nhà. Trước diễn biến phức tạp của dịch tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam, cùng với sự thay đổi nguy hiểm của biến chủng Delta, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung đánh giá cao thành phố Hà Nội đã có những biện pháp mạnh trong việc ngăn chặn dịch, trong đó đã yêu cầu những người đi từ vùng dịch về đều phải cách ly. Ông Nhung cũng cho rằng để đề phòng tình trạng virus lan rộng, Hà Nội cần thí điểm sớm việc các F0, F1 có thể cách ly tại nhà. Điều này là phù hợp để cơ sở y tế, hạ tầng y tế đảm bảo có sự dự trữ. Trong trường hợp cần phải chăm sóc y tế thì mới vào bệnh viện. Theo Phó giáo sư Nhung, trong thời điểm này, việc thí điểm cách ly F0, F1 tại nhà rất cần cho Hà Nội cũng như các tỉnh thành khác vì thí điểm nghĩa là chúng ta có sự chủ động. Điều quan trọng là cần theo dõi sức khỏe của F0, không triệu chứng để đáp ứng hai yêu cầu, không lây sang cho người khác, theo dõi bảo toàn tính mạng cho chính mình. Nếu theo dõi tốt thì có thể đáp ứng được. Theo thống kê, trường hợp mắc COVID-19 có triệu chứng nhẹ và không có triệu chứng chiếm khoảng 60%. Con số này nếu vào bệnh viện sẽ quá tải ngay lập tức với hệ thống y tế. Bài học rất rõ của Bắc Giang và thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội không nên để bị lặp lại bằng cách thí điểm chủ động F0 cách ly tại nhà như thế nào, F0 cách ly tại bệnh viện như thế nào, F1 cách ly tại nhà như thế nào. Tất cả đều cần phải thí điểm và hoàn thiện mô hình, để khi cần dùng đến là phải dùng ngay, phải giành thế chủ động thì chúng ta mới chiến thắng được dịch. Thưa quý vị, sáng nay Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì lễ đón chính thức ngài Lloyd Austin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ. Ông Lloyd Austin là quan chức cấp cao nhất của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm tiếp tục góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị tin cậy giữa nhân dân và quân đội hai nước, triển khai các nội dung hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng đã ký giữa hai bộ quốc phòng và thỏa thuận của lãnh đạo hai nước, góp phần vào khuôn khổ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Tại hội đàm diễn ra sau lễ đón, hai bộ trưởng cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.
Hai bộ trưởng cũng chia sẻ quan điểm về tầm quan trọng của việc tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia ven biển, giải quyết hòa bình các tranh chấp cũng như duy trì môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, trật tự, tự do hàng không, hàng hải tại các vùng biển và đại dương theo quy định của luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Kết thúc hội đàm, hai bộ trưởng đã chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ Việt Nam, đồng thời trao cho nhau kỷ vật chiến tranh. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngài Lloyd Austin đã tới chào xã giao, hội kiến với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Địa phương có thể áp dụng các biện pháp mạnh mẽ hơn chỉ thị số 17 của thành phố với địa bàn có nguy cơ cao. Đây là yêu cầu được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đưa ra tại cuộc họp trực tuyến triển khai chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội vào chiều tối qua. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, việc ban hành chỉ thị số 17 là đúng, trúng, kịp thời, được dư luận nhân dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, sau 4 ngày triển khai, kết quả kiểm tra cho thấy có nơi làm rất tốt, có nơi chưa thực hiện nghiêm. Có hiện tượng chủ quan lơ là, có hiện tượng người đứng đầu cấp ủy chính quyền chưa sâu sát. Nhìn tổng thể thì rõ ràng lực lượng cơ sở vào cuộc vẫn còn hình thức và chưa hiệu quả. Ở một số cái địa bàn thì thưa các đồng chí là hôm qua mình được công hội ra lại thì những cái đầu việc rất là cụ thể để thể hiện các lý xe xoay ra đấy trên từng địa bàn để ra thành cái kế hoạch rất là cụ thể. Thì cũng có những cái kế hoạch của một số địa bàn mới là trên giấy. Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền đánh giá toàn diện và bảo đảm thực hiện đúng đủ từng nội dung của chỉ thị số 17. Hiệu quả của việc này sẽ làm thước đo năng lực, uy tín, trách nhiệm của cán bộ. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các địa phương được phép đưa ra các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với diễn biến thực tế. Công lý hoàn toàn có thể chủ động là đặt, tức là nêu là đối với những cái khu vực địa bàn có nguy cơ cao hơn, là ra những cái hình thức mà cao hơn cả cái tinh thần của chỉ thị 17, tức là hơn cả 16 cấp. Tôi nói ví dụ đến quy mô đấy, có thể một xã phường, một khu công nghiệp và một cái khu đô thị, thế hoặc là những trường hợp tương tự, các đồng chí chủ động cái này đã không giao thẩm quyền, các đồng chí chủ động cái này cho nó phù hợp tình hình và nó kiểm soát chặt hơn. Hà Nội yêu cầu Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với công an thành phố, chia lửa với lực lượng công an cả trong việc bố trí thêm các chốt kiểm soát, kiên quyết không để tình trạng ngoài chặt, trong lỏng. Đưa người lao động thất nghiệp khó khăn từ những vùng dịch như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương hay Đồng Nai về quê hương của họ là giải pháp đúng đắn, nhân văn, phù hợp với hoàn cảnh chống dịch mới hiện nay. Và để thực hiện được giải pháp này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các tỉnh, thành phố phải chủ động và phối hợp để tạo được điều kiện tốt nhất và an toàn nhất cho người dân. Đi thực tế hơn 10 ngày qua ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận thấy nguyện vọng về quê của người lao động là chính đáng vì sự an toàn cho chính họ và cũng là phương pháp giảm tải gánh nặng cho tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh. Ở nhà máy chưa hoạt động và dịch bệnh như vậy thì nhu cầu muốn về quê hương của bà con là hoàn toàn chính đáng. Và chúng ta phải có trách nhiệm phối hợp thật chặt chẽ với nhau, có một cái kế hoạch rất chi tiết cụ thể, cái sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng và tổ chức đưa đón bà con về thật chu đáo và tuyệt đối an toàn. Trong cuộc họp trực tuyến chiều qua với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, nhiều lãnh đạo tỉnh thành phía Nam như Cà Mau, Bình Phước, Bến Tre hay Tiền Giang đều đồng ý đón người dân hồi hương, đồng thời đề xuất thêm thời gian thực hiện chỉ thị 16 thêm 2 tuần. Và để đảm bảo an ninh trật tự cho dòng người về quê tránh dịch, cũng như siết chặt, làm nghiêm quá trình truy vết, các lực lượng như quân đội, công an cũng đã có những phương án phối hợp với các tỉnh thành. Bộ Công an sẽ phối hợp giải quyết nhanh các yêu cầu của các tỉnh, khi có yêu cầu thì trong vòng khoảng 30 phút sẽ trả lời cho các tỉnh để rồi là cùng với ngành y tế truy vết cho nó có đạt hiệu quả và triệt để, không để lọt cái F0, F1 ở ngoài cộng đồng. Người dân sẽ được về quê an toàn như nguyện vọng, nhưng để nguyện vọng lớn nhất là thắng giặc COVID-19, thì ngoài nỗ lực của các lực lượng chức năng và chuyên môn, mỗi người dân cần phải có ý thức tự giác tuân thủ chỉ thị 16.
Trước tình trạng người dân lao động từ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai đi về quê ở đồng bằng sông Cửu Long bằng xe gắn máy đang bị kẹt lại Long An, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cùng với Công an thành phố đã huy động hơn 50 ô tô đưa hơn 300 người về nhà. Vì là về quê tránh dịch nên người dân mang theo rất nhiều hành lý. Do đó, lực lượng làm nhiệm vụ đã khẩn trương phân loại, tích cực đưa xe gắn máy cùng hành lý lên các xe vận tải để được bố trí đưa về các tỉnh. Còn người dân thì được đưa lên các xe 16, 40 và 50 chỗ ngồi. Đồng thời, người dân còn được hỗ trợ về nước uống, sữa và đồ ăn. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ linh hoạt các phương án dự phòng sau ngày 1 tháng 8. Có thể sẽ kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội thêm từ 1 đến 2 tuần nữa. Ý thức của từng người dân chính là phòng tuyến đầu tiên, quan trọng nhất và không thể thay thế. Đây là khẳng định và cũng là mong muốn của lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố trong những ngày tới. Đã qua 3 ngày thực hiện quy định hạn chế người dân ra đường sau 18 giờ. Theo đánh giá, người dân đã đồng tình, ủng hộ, tuân thủ nghiêm. Tuy nhiên, khung giờ từ 6 giờ sáng đến 18 giờ hàng ngày vẫn còn tình trạng người dân ra đường với những lý do không cần thiết. Thành phố đã và đang sẽ tiếp tục hạn chế hơn nữa việc ra đường trong khung giờ này. Đề nghị các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn của thành phố, đặc biệt là các cơ quan thành phố, là thực hiện nghiêm và giãn cái việc là công chức viên chức, người lao động các cơ quan là đi làm tối thiểu nhất, và khuyến khích những cơ quan nào có thể là làm việc tại nhà thì tổ chức cho cán bộ công chức viên chức làm việc tại nhà để hạn chế tối đa cái việc đi ra đường từ 6 giờ sáng cho đến 18 giờ hàng ngày. Ở đây chúng tôi muốn đặt vấn đề là xử lý cả các cấp, các ngành chức năng, các cái tổ chức cá nhân có trách nhiệm trong việc đảm bảo giãn cách này nhưng chưa thực hiện tốt, chưa thực hiện hết trách nhiệm của mình. Nếu chúng ta không thật sự quyết liệt, quyết tâm thực hiện đến cùng các cái quy định đã rất chặt chẽ của thành phố chúng ta, thì chúng ta rất khó kéo giãn được các cái ca F0, hạn chế được những cái thiệt hại do dịch bệnh Covid gây ra. Với hơn 70.000 trường hợp F0, thành phố sẽ chuyển hướng chiến lược điều trị. Các trường hợp F0 có triệu chứng nặng, có bệnh nền sẽ được tiếp nhận chăm sóc điều trị tại các cơ sở y tế. Trong khi đó, F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ thì cách ly tại nhà, thực hiện nghiêm việc hạn chế tiếp xúc, giãn cách gắn với việc giám sát y tế, tư vấn y tế. Đồng thời, thành phố có cơ chế phản ứng nhanh khi có tình huống cấp cứu. Với công suất hiện tại, với lượng bệnh gia tăng hàng ngày thì gần như là chúng tôi đã đầy công suất. Có những lúc, có những bệnh viện là gần như là quá tải. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất trong giai đoạn hiện nay. Không có triệu chứng, gia đình có đầy đủ điều kiện thì có thể theo dõi, chăm sóc tại nhà, và khi có cái dấu hiệu thì có thể liên hệ ngay với các cái điện thoại của nhân viên y tế để được tư vấn. Ngành y tế cũng đã giao cho viện y tế học của viện để là thực hiện cái công tác mà sản xuất cũng như phân phối các cái mã số y học của viện cho người nhiễm Covid, nhất là những cái trường hợp có triệu chứng nhẹ. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã kiến nghị Bộ Y tế đơn giản hóa quy trình cũng như đội hình tiêm vaccine, đồng thời tăng lượng vaccine cho địa phương. Những ngày tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa ra những thủ tục cần thiết để việc đi tiêm vaccine sau 18 giờ của người dân được thuận tiện nhất. Thêm 4.353 bệnh nhân COVID-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh vừa xuất viện vào ngày hôm qua, trong đó 2.355 trường hợp ra viện sau 7 ngày điều trị. Những người này sẽ tiếp tục cách ly tại nhà hoàn toàn trong vòng 7 ngày tiếp theo, sau đó tiếp tục tự theo dõi diễn biến sức khỏe trong 14 ngày. Còn lại 1.998 bệnh nhân được ra viện sau 14 ngày điều trị. Nhóm này sẽ phải tiếp tục tuân thủ việc tự theo dõi sức khỏe tại nhà, theo hướng dẫn của Bộ Y tế về việc giảm thời gian cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19. Tại tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh những ngày qua, nhiều nghệ sĩ đã tìm vào các điểm nóng đang tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Hành trang mà họ mang theo là những lời ca, tiếng hát đã xoa dịu đi những căng thẳng mệt mỏi trong cuộc chiến chống lại đại dịch.
đều là những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội gây xúc động suốt những ngày qua. Đường Tuấn đã biểu diễn tác phẩm đó mấy chục năm nay rồi, hai mấy năm rồi, nhưng mà chưa bao giờ cái tác phẩm đó nó lại có cái sự chia sẻ và nó gần như là nó mang mọi người lại đến với nhau nhiều đến vậy. Cái sự ủng hộ, cảm giác như nó vỡ tung cái bầu không khí mà nó nặng trĩu như vậy, mọi người đồng hồ râm râm đã hô chưa tiếp đi, nó cho mình tiếp tiếp năng lượng, thật sự là mình cảm giác như ấm áp, đúng mình có quên đi cái nỗi sợ hãi. Cũng tại bệnh viện dã chiến số 3 thành phố Thủ Đức, nữ ca sĩ Ngọc Linh đã có những khoảnh khắc ý nghĩa nhất trong sự nghiệp. Nơi có các khán giả là hơn 10.000 bệnh nhân F0 và gần 300 y bác sĩ đang ngày đêm chiến đấu với Covid, cũng là sân khấu đặc biệt nhất trong cuộc đời cô. Khi Linh hát được khoảng chừng nửa bài thì khi ngước lên, Linh thấy những cái đèn flash nó giống như là một ngàn ánh sao vậy, nhưng mà nó không phải là ánh sao của bình yên, mà nó là những ánh sao của sự phấn đấu, của sự vượt qua. Mặc dù nó rất là nghiêm trọng, nhưng mà hãy nhìn nó bằng lạc quan và đối diện với nó. Tại vì khi một nỗi sợ hãi ít đi, ý chí nó nhiều lên, thì cái con Covid nó sẽ thua bởi ý chí và sự đồng lòng. Thương lắm, tại vì là khán giả thì cách xa nhiều khi cả chục mét rồi đó. Xa hơn nữa, khi hát những cái bài hát mà nói về tình cảm gia đình thì cũng thấy những cái giọt nước mắt của thân khóc. Lúc đó, từ trái tim đến trái tim, dù cách ly nhưng mà không cách lòng, mình chỉ muốn cố gắng làm sao truyền tải được cái bài hát đó, cái nội dung nó trọn vẹn nhất, làm sao truyền động lực để cho mọi người cảm thấy vững tin hơn. Đây đều là những chương trình do đội tình nguyện viên nghệ sĩ tổ chức đã và đang để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, để biết rằng trong cuộc chiến này không ai phải đơn độc, chúng ta đồng cảm, nương tựa và vẫn đang mỗi ngày cùng nhau tiếp sức đẩy lùi dịch bệnh. Sau khi có kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1, năm nay nhiều thí sinh tại Đà Nẵng đã lựa chọn đăng ký vào các trường nghề thay vì các trường đại học cao đẳng. Theo đánh giá, sau khi tốt nghiệp ở một số nghề đào tạo, học viên có thể có được việc làm ngay. Không chỉ những nghề liên quan đến du lịch như đầu bếp, pha chế khách sạn, năm nay những nghề về công nghệ thông tin, thiết kế đồ họa được nhiều thí sinh lựa chọn. Em lựa chọn cái chuyên ngành cho mình đó là ngành thiết kế đồ họa. Vì thứ nhất là nó là cái niềm đam mê của em. Thứ hai là ở trong tình hình dịch hiện tại á, thì ngành thiết kế đồ họa nó không bị ảnh hưởng bởi dịch. Và thứ ba là hiện tại em thấy là cái nguồn tuyển dụng hiện tại thực tế của Đà Nẵng của mình rất là cao về cái mảng ngành này. Cho nên là em lựa chọn cái ngành thiết kế đồ họa để theo học. Hầu hết nhu cầu học nghề tại Đà Nẵng là thí sinh tại chỗ hoặc các địa phương lân cận. Trong tình hình dịch bệnh kéo dài hiện nay, học gần nhà và học ở nơi dịch bệnh không quá phức tạp đang là ưu tiên lựa chọn. Tình hình dịch bệnh năm nay thì em xin quyết định nhập học tại địa phương thì để tránh nguy hiểm hơn và đỡ áp lực về tiền nhập học. Một số trường nghề có lượng học sinh lớn ở Đà Nẵng cho biết, năm nay thí sinh tham khảo rất nhiều về các nghề có cơ hội việc làm ngay sau khi ra trường. Các trường liên kết doanh nghiệp, cam kết đầu ra được nhiều thí sinh lựa chọn. Có cái mối quan hệ hợp tác với hơn 500 doanh nghiệp ở trong nhiều cái lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Ở bên cạnh đó thì nhà trường còn có phòng là quan hệ doanh nghiệp. Đấy là cái bộ phận mà đứng cái vai trò cầu nối giữa nhà trường và doanh nghiệp, để giúp cho các em sinh viên, hỗ trợ các em sinh viên tìm hiểu được các cái công việc từ các cái doanh nghiệp phù hợp với cái chuyên ngành đào tạo của các em. Và thứ hai nữa là giúp các em có nhiều cái cơ hội tiếp xúc với doanh nghiệp và thực tập ở doanh nghiệp. Học nghề với chi phí thấp, thời gian đào tạo ngắn, chỉ mất thời gian từ 6 đến 12 tháng là có thể kiếm được việc làm. Đây đang được coi là lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh chờ đợi sự phục hồi sau đại dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay 29 tháng 7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ 322.000 người dân 14 phường. Trong 3 ngày, toàn bộ người dân sẽ được test nhanh COVID-19 để đánh giá nguy cơ trong cộng đồng. Theo kế hoạch, đợt lấy mẫu lần này sẽ diễn ra trong 3 ngày, 29, 30 và 31 tháng 7. Mỗi ngày chia làm 3 ca, sáng từ 9 giờ đến 12 giờ, chiều từ 14 giờ đến 17 giờ, tối từ 19 giờ đến 22 giờ. Tổng số nhân lực lấy mẫu đợt này khoảng 1.225 người, bố trí lấy mẫu tại 91 địa điểm cố định ở 14 phường, mỗi phường 5 tổ lấy mẫu di động.
đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một cho biết, đợt lấy mẫu lần này nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp nghi nhiễm COVID-19, qua đó đánh giá mức độ tiềm ẩn của các F0 trong cộng đồng để có biện pháp khống chế dịch bệnh hiệu quả. Tính đến sáng ngày 29 tháng 7, Bình Dương ghi nhận thêm 406 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca mắc tính từ đợt dịch thứ tư trên địa bàn tỉnh lên 9.946 ca, trong đó có 828 bệnh nhân được điều trị khỏi, 55 trường hợp tử vong. Thưa quý vị và các bạn, sau khi nhận được phân bổ vaccine theo quy định, thành phố Hà Nội đang bắt đầu triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 trên diện rộng toàn thành phố. Hà Nội tiếp tục triển khai tiêm cho các đối tượng ưu tiên, tiêm theo nghị quyết 21 NQ-CP của Chính phủ và mở rộng đối tượng có nguy cơ cao là công nhân lao động ở công ty, doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và an toàn trong việc tiếp cận vaccine. Người tiêm và đơn vị tiêm chủng phải tuân thủ quy trình nghiêm ngặt. Người trong độ tuổi tiêm chủng theo khuyến cáo, trong hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất không có mẫn cảm với hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào liệt kê trong thành phần của vaccine. Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, có thể vaccine phòng COVID-19 về nhiều và sớm hơn dự kiến. Hà Nội cần lên phương án cụ thể, chi tiết để tránh bị động, chuẩn bị phương án vận chuyển, bảo quản vaccine đảm bảo yêu cầu. Việc chuẩn bị cũng như triển khai thực hiện tiêm vaccine của Hà Nội đóng vai trò rất quan trọng trong thành công của chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, miền núi Bắc Bộ đã liên tiếp phải đón nhận các đợt mưa lớn trút xuống, nhiều nơi có mưa to đến rất to. Và trong những ngày tới, khả năng mưa vẫn còn tiếp diễn. Các địa phương như Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Tuyên Quang cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ Vĩ Bắc đang hạ trục dần xuống phía Nam, kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000 m.